Sai phạm, vi phạm trong bán hàng quảng cáo, xâm hại quyền lợi của người tiêu dùng đang ở mức độ nghiêm trọng và ngày càng tinh vi. Trong khi đó, thì vai trò quản lý và xử lý của nhà nước chưa thực sự hiệu quả. Như vậy thì niềm tin của người tiêu dùng biết đặt vào đâu, ngay khi cả các doanh nghiệp uy tín cũng lừa dối người tiêu dùng. Hồi tháng 10 năm 2017, dư luận cả nước từng choáng váng khi hay tin Khải Siêu, một thương hiệu lớn đã nhập hàng Trung Quốc về rồi dán mác mới của mình, đánh lừa người tiêu dùng trong nước. Tiếp đến, chuỗi cửa hàng Mumuso cũng có đến hơn 90% hàng hóa nhập từ Trung Quốc, nhưng cách ghi nhãn và quảng cáo lại khiến người tiêu dùng tin rằng hàng hóa có xuất xứ từ Hàn Quốc. Mới nhất là vụ lùm xùm tại hệ thống cửa hàng Con Cưng. Mặc dù cơ quan chức năng chưa có kết luận chính thức, nhưng các dấu hiệu điều tra cho thấy Con Cưng đã sai phạm. Với một sản phẩm mà lại có hiện tượng dấu hiệu dán đè lên tên một công ty khác để trùng trước nhãn thì lại một công ty khác, nhưng lại có lấy một cái tem mới dán đè lên một cái tên của một nhà sản xuất khác. Những cái dấu hiệu cho thấy ban đầu là có dấu hiệu gian lận thương mại. Tuy chưa thể thống kê số người tiêu dùng đã bị lừa dối, nhưng chắc chắn đó là con số không hề nhỏ và nguồn thu lợi bất chính từ lượng khách hàng đó cũng không hề ít. Gian lận thương mại gây ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng, đến đạo đức xã hội. Không chỉ vậy, điều này còn tạo ra sự bất bình đẳng, chèn ép những doanh nghiệp kinh doanh chân chính. Cảm thấy không còn niềm tin nhiều về cái sản phẩm mà về thị trường Việt Nam. Cái đạo đức kinh doanh này đã đến mức báo động. Đáng lẽ phải tôn trọng khách hàng, tôn trọng người tiêu dùng. Bởi vì có người tiêu dùng thì hàng hóa mình mới bán được. Thì sản xuất mới có đầu ra, phải không? Kinh doanh mới có đầu ra. Thì từ đó mới có đem lại cái lợi nhuận cho mình. Bởi vì mình lại phản bội ngay chính cái khách hàng của mình mà mình vẫn gọi là thượng đế đấy. Hệ thống pháp luật Việt Nam tuy chưa thể nói là hoàn thiện, nhưng cũng đã khá đầy đủ và chặt chẽ, hoàn toàn có thể áp dụng để xử lý những hành vi gian lận thương mại, bán hàng giả, hàng nhái. Bộ luật hình sự cũng quy định là không chỉ truy cứu cái trách nhiệm hình sự của những cá nhân mà những cái pháp nhân là những cái doanh nghiệp ấy, cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Và cái chế tài cho pháp nhân là ngoài cái việc là nộp phạt tiền thì còn có thể là bị đình chỉ kinh doanh trong 3 đến 6 tháng tùy từng tội, hoặc là phải đóng cửa vĩnh viễn. Pháp luật đã có quy định nhưng tình trạng vi phạm vẫn không hề giảm. Có vẻ do mãi chạy theo lợi nhuận nên đạo đức kinh doanh đang bị phớt lờ. Nhưng nếu còn xem nhẹ đạo đức kinh doanh thì về lâu dài, cả nền kinh tế sẽ bị ảnh hưởng khi thương hiệu sản phẩm của Việt Nam khó tìm được chỗ đứng trên thị trường.